Hello, nhà các bạn ăn cà tím sao nè? Nhà mình thì ăn cà tím bình thường thì hay nướng mỡ hành. Nhưng mà từ khi học được cái món này ở trên mạng á, thì mình hay làm món này để ăn lắm luôn. Mình không biết nó tên gì, mình tạm gọi nó là cà tím hấp sa tế tỏi ớt nha. Mấy trái cà nhà mình để lâu quá nó quá trời nhăn rồi, đã cà mà còn nhăn nheo nữa chứ. Mình cắt ra cho khúc nó vừa ăn rồi bỏ vô khay đem đi hấp nha. Đậy nắp nồi hấp lại rồi mình bỏ đó đi. Quay qua mình băm tỏi ớt, mình bỏ vô chén nè. Để bắt đầu làm nước sốt nha. Mình bỏ vô đây là 2 muỗng sa tế, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng rưỡi đường, 1 muỗng dầu hào. Rồi mình dùng hết cái sức mạnh đàn ông của mình có trong cơ thể đó. Rồi mình quậy nó lên, đánh nó lên đến khi chừng nào mệt mỏi thì nghỉ thôi. Nói chứ đánh chừng nào nó tan hết đường trong đó thì nghỉ. Cà chín rồi mình lấy xuống, mình sắp gai dĩa nha. Cứ xé miếng nhỏ nhỏ hoặc cắt miếng nhỏ nhỏ làm sao đó cho vừa cái cửa miệng mình là được. Làm clip tôi bày đặt tôi xếp xếp vậy chứ bình thường hả, tôi xú nó vô xong tôi trộn trộn lên là tôi ăn à. Giờ tới bước đổ nước sốt vô nè, mình cứ chảy đều nước sốt lên bề mặt đó nha, để phủ kín hết những cái tấm thân nhỏ bé của mấy trái cà. Cho mấy em tắm ớt sa tế hết cho tôi, tắm cho nó đều xong rồi sau đó giờ mình rắc thêm miếng hành lá vô nè. Hành lá này tôi để trong tủ đông đó cho nên nhìn cái lá hành nó hơi thâm thâm. Trong lúc đó mình nấu miếng dầu ăn cho nó nóng lên rồi mình đổ vô làm cái xèo gì nữa là xong xuôi rồi đó. Gia đình ai có đậu phộng hay mè thì gắt lên miếng nữa cũng được, chứ nhà tôi có mà khúc này tại tôi quên cho nên tôi không có gắt nha. Món này thì nó phù hợp với mấy đứa có cái tính sồn sồn giống tôi nè, ăn mà nó cay nồng nó thông muốn lên tới não luôn á. Giờ là tôi chỉ bới tô cơm trắng ra rồi tôi trộn với cái nước sa tế với cà này lên là tôi ăn thôi đó. Dứt nha bà con.